Hình ảnh trước mặt các bạn thì đây là chiếc tàu đực nha. Chiếc này hiện tại là máy nó bị trục trặc cho nên là phải nhờ anh vỏ lãi này kè nha anh em ha. Hai chiếc ha. Bên kia chiếc, bên đây chiếc nha. Chiếc này bề ngang nó khoảng 5 mét đổ lại nha anh em. Bề dài thì khoảng 18 19 mét nha. Carê 94378TS. Cái này chạy máy Cummin hay gì đây? Rồi có vỏ đò nha. Ok. Nhiều khi mình gặp mấy trường hợp ấy thì quay nha các bạn. Chiếc chiếc này đổi máy nha. Đây. Máy này máy gì vậy ta? Làm gì luôn. Tới tới tới. Quá quá hết rồi. Hết ga luôn. Hết vô nổi à. Hết vô nổi nha các bạn. Chùa quá chùa.
Em nội này làm gì hoài trời. Giờ phải về chiếc ghe này đi lên trên đó nữa rồi ha. Này nhường cho cái chiếc ghe đằng sau vô. Tràn gian đại hải luôn. Thôi chiếc này dắt mũi nha. Chiếc tàu cái này nó đang làm gì đây, muốn lửa hay gì đây? Tàu cái nha cả nhà. Mẫu này đời cũ. 90832TS. 5 mét mấy bề ngang nha. Không có xài sàn khô. Rồi để coi anh làm gì ở đây. Có đóng cái lồng cu luôn nha. Ồ, xài 4 cây chổi cabin nữa. Chiếc này lái đôi thấp nha cả nhà, lái đôi nó mới cao nha. Hino 146 hoặc 1050 nha, hai máy đó thôi nha. Chắc mày lấy đá quá. Mình cứ thích quay cảnh tàu chạy cho nên là cả nhà thích thì cứ bình luận phía dưới, like cho mình ha, mình để mình cảm ơn, có thêm động lực để mình làm clip tiếp. Đó cũng là lời động viên đó cả nhà. Trời ơi, trời ơi, cái chiếc này nó chở gì ghê vậy, liều quá vậy. Ớn quá. Quá thì ớn này. Nguy hiểm không? Mấy ghe này liều lắm, chở ghê gớm lắm. À mình thấy cái chiếc vỏ này nó kéo. Nó kéo cái chiếc chẹt nha. Chẹt sắt. Chẹt sắt mà chở cái cẩu nha cả nhà. Ủa? Ở sao cũng có chiếc chẹt cây nữa nè. Dạng này mới làm cabin nữa ha. Giờ kéo đâu thì mình không biết nữa. Cái máy nè. KH18. Cái máy đó mấy giờ, giống mấy giờ. Mấy gì ta? Không biết mấy gì luôn. Quá. Lòi máy. Ở đây có nhiều cái hay lắm. Có gì thì mình quay lại cho cả nhà xem nha. Thấy được cảnh nào thì quay được cho cả nhà xem. Chờ xem nữa nha cả nhà.